Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phóng sự điều tra chuyện dài kỳ Hồng Nhan Đa Truân, kỳ 60, tác giả Nguyễn Như Phong. Nhật Chiêu nói: "Ôi, tin thế nào được mấy loại sư với mô ấy, mà em biết không, bây giờ các nhà sư lợi dụng sự mê tín dị đoan của dân mình, họ kiếm tiền kinh khủng. Các sư bây giờ giàu lắm, ở Hà Nội, khối sư đi xe len quất đấy." Diệu Linh: "Nhưng nhà sư Đàm Tuệ Minh này em mới gặp một hai lần, nhưng em thấy lạ lắm. Ngày xưa chị ấy đi thanh niên xung phong, bị nhiễm chất độc da cam. Mấy bận, chị ấy sinh con nhưng không nuôi được, nên chị ấy quyết định lấy vợ cho chồng rồi đi tu. Mà thầy còn nhìn ra được sự sống, chết trong mỗi con người đấy." Nhật Chiêu cười khẩy: "Em cũng đã bắt đầu mê tín dị đoan rồi đấy." Diệu Linh bảo: "Hôm nay gặp ở trong bệnh viện, thầy nói ngay là em đang có mang và sẽ sinh con gái." Nói đến chuyện con cái, Chiêu im lặng. Diệu Linh gặng hỏi: "Có chuyện gì mà nét mặt anh nặng nề thế? Chẳng lẽ lại vẫn cứ ám ảnh cái chuyện không được đưa vào bầu chủ tịch quận hay sao?" Nhật Chiêu nói: "Không phải chuyện đó, anh đang tính chuyện khác. Anh nghĩ có khi phải bán cái nhà ở trên kia." Diệu Linh hỏi: "Nhưng làm sao mà phải bán?" Nhật Chiêu nói: "Ừ thì cũng có nhiều việc, nhưng mà thôi, chuyện của anh em đừng quan tâm làm gì. Nấu cái gì cho anh ăn để anh còn đi đây." Diệu Linh vội vàng đi nấu ăn cho Nhật Chiêu. Cô cắm nồi cơm rán đậu luộc rau, nghe tiếng mỡ ở trong chảo sôi. Chiêu bảo: "Thôi thôi, làm cho anh hai gói mì ăn liền." Diệu Linh lại vội vàng làm cho Chiêu hai gói mì ăn liền. Cô bê ra bàn, vừa để bát mì xuống, Chiêu vội vàng cầm đũa rồi cắm đầu cắm cổ ăn. Nhưng chỉ được vài miếng thì bỏ lại và nói: "Miệng đắng quá không ăn được, thôi anh đi đây." Vừa đi ra đến cửa thì Chiêu quay lại hỏi Diệu Linh: "Chiều em có đi đâu không?" Diệu Linh nói: "Cũng có ạ. Chiều em định lại vào bệnh viện, em muốn nói chuyện với sư thầy." Diệu Linh nói: "Em cũng muốn được chứng kiến cảnh thầy chăm sóc người bạn thanh niên xung phong của thầy. Thầy nói từ giờ đến chiều là người bạn của thầy đi thôi. Thầy bảo ở đấy để chăm sóc linh hồn của người ấy, để ra đi được thanh thản." Nhật Chiêu nhăn mặt: "Vớ vẩn, em đang có bầu, tiếp xúc làm gì ở cái chốn bệnh viện ấy. Thôi tránh xa ra, chiều nay em lấy ô tô đi đến chùa Phúc Khánh để làm lễ cho anh. Em làm cho anh một cái lễ dâng sao giải hạn." Diệu Linh nói: "Em tưởng lễ dâng sao giải hạn làm đầu năm rồi cơ mà." Chiêu bảo: "Không, bây giờ làm thêm một lần nữa, anh gọi điện cho sư thầy trụ trì rồi, họ sẽ ưu tiên làm cho mình." Chiêu lấy từ trong cặp ra một cọc tiền 500.000 và đưa cho Diệu Linh: "Em mang đến để thầy làm lễ, mà hình như lần này thầy bảo phải làm vào lúc nửa đêm ấy." Một lát sau, người lái xe bấm chuông gọi cửa: "Cô ạ, chú bảo tôi ở đây chờ cô, nếu cô muốn đi đâu thì tôi đưa cô đi. Tôi không mang xe về nhà nữa." Diệu Linh nói: "Vâng ạ, nghỉ trưa một lát rồi cháu đi lên chùa Phúc Khánh làm lễ cho anh ấy." Từ ngày biết trong xe có máy ghi âm, Linh không bao giờ nói chuyện gì với bác tài xế ở trong xe nữa. Cô cũng rất giữ ý khi nghe điện thoại, trừ những cuộc điện thoại vô thường, vô phạt. Bỗng cô chợt nghĩ ra một điều, cô bảo bác lái xe: "Em sẽ làm một việc này, nhưng bác có thể sẽ không nói cho anh Chiêu biết không?" Người lái xe già nhìn cô thông cảm: "Cô yên tâm, tôi không làm gì hại đến cô đâu. Tôi biết tính của chú ấy như thế nào. Nói thật, tôi cũng thấy tội cho cô lắm." Diệu Linh nói: "Cháu sẽ kiểm tra cái máy ghi âm." Diệu Linh mở cửa xe và chui vào lấy ra một chiếc hộp gỗ đựng giấy ăn có hai đáy. Ở đáy dưới có khoan mấy lỗ, ở trên là giấy ăn. Bình thường chẳng ai nghĩ trong chiếc hộp ấy lại có máy ghi âm. Diệu Linh khẽ khàng mở và nhấc chiếc máy ghi âm trong hộp ra.
Đó là một chiếc máy ghi âm khá hiện đại và có dung lượng lớn. Điều đặc biệt là chiếc máy ghi âm này được lập trình là chỉ hoạt động khi ô tô nổ máy hoặc có những âm thanh nào mạnh. Diệu Linh gỡ chiếc máy ra, mang lên phòng. Cô rút chiếc thẻ nhớ trong máy ghi âm ra và cắm vào máy tính. Trong đó có rất nhiều các file ghi âm, cứ mỗi một lần ghi là một file. Diệu Linh chọn file ghi âm mà cô áng chừng trong khoảng thời gian Nhật Chiêu đi gặp bạn lúc sáng. Cô copy file đó vào máy tính và lại mang chiếc máy ghi âm xuống đặt vào chỗ cũ. Người lái xe hiểu ra: "Cô ạ, tôi nói với cô điều này để cô coi chừng, chú ấy đang nợ nần nhiều lắm. Lúc nãy ngồi trên xe, tôi thấy chú nói chuyện điện thoại liên tục, mà hình như có bọn nào đang đe dọa chú ấy." Diệu Linh quay vào nhà, mở đoạn băng ghi âm ra. Nghe đến đâu, người cô run lên đến đấy. Cô nhìn quanh căn nhà và cảm giác đầy tội lỗi. Chiều hôm đó, Diệu Linh về với bố. Ông Tường vui vẻ nói với cô: "Thằng Quân đã nói gì với con chưa?" Diệu Linh nói: "Dạ chưa bố ạ." Ông Tường: "Cái thằng này bố đã bảo nó là báo với con để cho con mừng rồi mà. Thế này thứ bảy này nó được về đấy, con đi đón em nhé." Diệu Linh nói: "Ôi thế ạ, bố ạ, có chuyện này con muốn hỏi bố." Ông Tường nói: "Có chuyện gì thế con?" Diệu Linh nói: "Con có bầu rồi." Ông Tường vỗ tay: "Tốt quá, được mấy tháng rồi thế con?" Diệu Linh: "Mới được hơn một tháng ạ." Ông Tường vui vẻ: "Tốt quá, thế thì phải nhớ giữ gìn sức khỏe con nhé. Con phải tự lo cho mình. Bố thấy thằng Chiêu là phó chủ tịch quận, nó bận trăm công nghìn việc, con đừng quấy rầy nó." Diệu Linh nói: "Không, con có quấy rầy đâu. Con định khi nào em Quân về, con sẽ về đây ở với em một thời gian." Ông Tường nhăn mặt: "Ừ cũng được con ạ, thế cũng tốt. Nhưng mà con làm sao mà rời được thằng Chiêu? Mà hay gì cái thứ con gái hơi một tí là tốt về nhà bố mẹ đẻ. Làm như thế rồi người ta nghĩ không đúng. Nếu con về với bố mẹ chồng thì bố đồng ý ngay, chứ về với bố thì làm sao được. Bố vẫn đang tự lo được cho mình. Con về nhà ở như thế thì thằng Chiêu lại nghĩ thế này thế khác." Diệu Linh bật cười: "Sao bố vẫn còn những ý nghĩ cổ hủ thế? Người ta bảo đồ ngoại bao giờ chẳng tốt hơn đồ nội." Ông Tường cười: "Con chỉ nói bậy. Nhớ nhé, ở nhà chồng là không được nói cái thứ ngôn ngữ ấy đâu." Diệu Linh im bặt khi nhắc đến nhà chồng. Cô không dám nói gì thêm. Cô khẽ thở dài và quay mặt đi. Diệu Linh đến nói chuyện với Miên. Lúc này ở công ty mọi hoạt động đều do Chu điều hành. Diệu Linh đến công ty thì gặp cả Chu và Mộc Miên. Chu hỏi: "Thế nào, hôm nay em đi thế này liệu có bị ông ấy giám sát không?" Diệu Linh cười: "Cũng không đến nỗi thế." Mộc Miên nói: "Gớm, sao lại có cái thứ đàn ông ghen tuông đến thế?" Diệu Linh bảo Mộc Miên: "Chị ra đây, em nói chuyện này với chị." Khi chỉ có hai người, Diệu Linh gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Mộc Miên rót cho cô một cốc nước rồi an ủi: "Thôi nào em, lại có chuyện gì buồn phải không nào? Nói cho chị biết đi." Diệu Linh nói: "Chị ạ, sao số em khổ thế này? Cứ tưởng lấy được chồng là quan chức nhà nước, nhưng ai ngờ lại cũng giống như một kẻ lưu manh, đầu đường xó chợ." Mộc Miên há hốc miệng: "Trời ạ, lại có chuyện gì thế này? Em kể cho chị nghe đi." Diệu Linh kể hết câu chuyện rồi nói: "Chị biết không, đến khi nghe được đoạn băng ghi âm ông ấy nói chuyện với thằng nào ấy thì em mới thấy hình như ông ấy tham gia một băng nhóm xã hội đen nào đó. Khiếp quá." Mộc Miên nói: "Thôi em ạ, như thế này thì phải tính kế thoát thân ngay." Diệu Linh: "Em cũng muốn thoát lắm. Lúc nãy em đã định xin bố em cho về nhà ở, nhưng em sợ bố em mắng. Trong suy nghĩ của bố em thì lão ấy là một người mẫu mực. Em có nói gì bây giờ thì bố em cũng không tin, rồi lại nghĩ rằng em thế này thế khác để kiếm cớ bỏ chồng. Khổ thật, đến bố mình bây giờ cũng không tin mình nữa." Mộc Miên nói quyết đoán:
Được rồi, để chị nhờ ông xã chị kiểm tra xem tình hình thực tế là như thế nào, có gì chị sẽ nói với em. Còn bây giờ phải tính đường thoát khỏi cái nhà ấy. Chị tính thế này, chị sẽ tìm thuê cho em một căn nhà, nhưng em phải tuyệt đối giữ bí mật, không được để cho Lão ấy biết. Và nếu cần là em đi luôn, tiền thuê nhà sẽ lấy từ công ty, em không phải ngại việc đấy. Mộc Miên gọi Chu vào nói như ra lệnh. Anh Chu ạ, tình hình sắp tới gia đình Diệu Linh sẽ có nhiều biến động. Anh giúp em thuê cho cô ấy một căn hộ nhỏ nhưng thật kín đáo, để cô ấy yên tâm sinh nở. Chỉ khoảng 30 mét vuông là được rồi. Là người tinh ý, Chu hiểu ngay chuyện. Chu nói, yên tâm, việc đấy cứ để tôi lo, chuyện đơn giản. Sáng hôm sau, Nhật Chiêu dậy từ sớm và gọi điện thoại cho người lái xe. Bác mang xe đến đây ngay cho tôi. Thật ra lúc này anh ta mới sực nhớ ra, hôm qua anh ta nói chuyện trong xe và toàn bộ cuộc nói chuyện đã được ghi âm. Xe đến, Chu tất tả chạy xuống và gỡ chiếc máy ghi âm ra. Anh ta rút ra chiếc thẻ nhớ, mang lên cắm vào máy tính để xóa đoạn ghi âm đó đi, rồi lại mang xuống gài vào chỗ cũ. Thấy thái độ của chồng như vậy, Diệu Linh hiểu ngay. Cô hỏi, có việc gì mà sáng sớm anh đã gọi bác ấy mang xe đến thế? Nhật Chiêu nói, à không, anh có mấy việc muốn dặn bác ấy. Hôm nay em có định đi chơi đâu không? Diệu Linh nói, dạ không, hôm nay em ở nhà thôi. Chiêu có vẻ hài lòng. Chiều nay anh có việc cần dùng xe. Người lái xe đưa Chiêu đi được một đoạn thì Chiêu nói, thôi bác đi taxi về đi. Người lái xe ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì Chiêu nói, bác đi taxi về nhà nhé, em sẽ tự đi. Chiêu nói tiếp, rồi rồi, bác cứ dừng ở đây. Bác lái dừng xe, Chiêu mở cửa cho bác xuống rồi tự mình lái xe đi. Vừa lúc ấy Chiêu có điện thoại, đầu dây bên kia nói giọng kẻ cả. Thế nào ông Chiêu? Chuyện xe cộ thế nào rồi? Tôi biết con xe của ông, nhưng bây giờ tôi mua cho ông bằng giá mới nhé. Thôi mang xe đến đây nhanh lên. Chiêu lái xe đến một quán cà phê, ở đó đã có hai người ngồi chờ. Lúc này trông Chiêu không có dáng vẻ gì của một ông phó chủ tịch quận. Một người chìa bàn tay ra, Chiêu đặt khóa xe vào tay hắn. Có phải làm giấy tờ gì không? Người đó nhìn Chiêu chừng chừng. Không cần, khi nào chúng tôi bán xe thì ông ký giấy cho tôi. Người đó ra lệnh cho một cậu trẻ con hơn ngồi cạnh, mày lái xe đưa anh ấy về trụ sở. Trưa hôm đấy, người lái xe già đến gặp Diệu Linh. Chào cô, từ nay tôi không còn lái xe cho cô nữa. Diệu Linh ngạc nhiên hỏi, sao thế ạ? Có chuyện gì thế chú? Người lái xe nói giọng buồn rầu, hình như chú ấy bán chiếc xe ấy cho ai hoặc làm gì đó ấy. Tôi không biết, chỉ biết là không có xe thôi. Nhưng cô cũng đừng nói gì với chú ấy nhé. Cô cũng phải cẩn thận đấy. Không khéo cái nhà này cũng có người khác đến làm chủ thôi. Cô cũng phải tính cho mình đi. Tôi sợ tình hình này không được bền đâu. Diệu Linh thẫn thờ. Vâng, cháu hiểu. Nhưng mà thôi bác ạ, cháu đến nhà này với mấy bộ quần áo. Bây giờ cháu đi thì cũng chỉ mấy bộ quần áo thôi. Người lái xe nói với Diệu Linh, không được. Cô đừng có giải, căn nhà này là mua sau khi cô chú cưới nhau đúng không? Diệu Linh, dạ vâng ạ. Cưới nhau được hơn chục ngày thì mua căn nhà này ạ. Người lái xe nói tiếp, căn nhà này là tài sản có được sau hôn nhân. Nó phải là tài sản chung của hai vợ chồng và sẽ được chia đôi, bất luận là tiền của chú hay của cô. Diệu Linh cười, bác ơi, chúng cháu lấy nhau có kịp đi đăng ký kết hôn đâu. Người lái xe nói, cái đấy thì cô phải hỏi luật sư. Tôi thì tôi chỉ biết thế này, kể cả cô chú chưa đăng ký kết hôn, nhưng bây giờ cô đưa ra tòa thì tòa sẽ bảo vệ cô và họ sẽ công nhận đó là hôn nhân thực tế. Cô và chú ấy lấy nhau mặc dù chưa đăng ký kết hôn, nhưng có thể nói là có nhiều lý do như thủ tục giấy tờ, nhưng quan trọng là có đám cưới, có gia đình, có cơ quan chứng kiến, có bao nhiêu người ở quận này dự đám cưới và sẽ chứng minh cho cô.
chú Chiêu phải chia cho cô ít nhất một nửa ngôi nhà này. Bây giờ cô còn đang bụng mang dạ chửa thế này nữa. Cô đừng ngại chuyện ấy. Pháp luật sẽ đứng về phía phụ nữ, sẽ bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ các cô. Diệu Linh cười nhăn nhó. Thôi chú ạ, cháu thì không thể thế được. Thôi thì lúc đến cháu có gì thì bây giờ cháu lại mang cái đấy đi. Cháu không đi tranh cãi làm gì, ra tòa thì ê mặt lắm. Người lái xe vẫn cương quyết. Cô không cần ra tòa, cô có thể ủy quyền cho luật sư của cô. Chiều hôm ấy khi Chiêu về, Diệu Linh hỏi: "Ơ, thế anh không đi xe nữa à?" Chiêu nói giáo hoảnh: "Anh cho thằng bạn mượn xe mấy hôm rồi. Em đi đâu thì cứ gọi taxi. Em mới mang bầu thì tháng đầu phải giữ gìn." Diệu Linh nói kháy: "Anh không phải lo, mà anh cũng có bảo là cái thai trong bụng này là của anh đâu. Anh bảo đẻ xong phải đi giám định ADN thì mới công nhận cơ mà." Chiêu lạc người đi. Kể ra thì để yên tâm, sẵn phẳng là nên như thế. Diệu Linh nói dứt khoát: "Anh Chiêu ạ, anh cũng làm em bất ngờ nhiều đấy. Nhưng thôi anh cứ yên tâm đi, đứa con trong bụng này sẽ không có bố." Chiêu nói: "Em nói không có bố là sao?" Diệu Linh nói cứng rắn: "Em nói thẳng cho anh biết, với cái cung cách cư xử của anh thì em thấy anh không xứng đáng làm bố đứa trẻ này. Anh cứ yên tâm là không phải lo giám định gen gì cả. Trong giấy khai sinh em sẽ ghi là không có bố." Nhật Chiêu tưởng Diệu Linh dọa: "Em ra tối hậu thư cho anh đấy à? Tùy em thôi." Tối hôm ấy, Diệu Linh mang chăn gối ra phòng ngoài ngủ. Nhật Chiêu cũng mặc kệ, không đả động gì. Sáng hôm sau, Diệu Linh đang ở nhà thì có điện thoại của Mộc Miên. "Diệu Linh à, em đang ở đâu?" Diệu Linh trả lời: "Em đang ở nhà." "Mộc Miên, bây giờ em ra quán cà phê ở đầu phố. Em đi bộ ra đấy nhé. Chỉ có chuyện này gấp cần nói chuyện với em." Diệu Linh đi bộ ra quán cà phê cách nhà chỉ mấy chục mét. Chủ quán thấy Diệu Linh đến thì đon đả: "Ôi, xin chào Hoa hậu. Từ ngày về làm dâu ở phố này mà đến bây giờ đến quán chúng em một lần." Diệu Linh nói: "Thật ra thì em có biết uống cà phê đâu." Chủ quán nói: "Em biết, những người đẹp như chị là ăn uống kiêng khem lắm. Có mấy cô người mẫu hoa hậu đến đây chỉ dám uống nước trắng, nước hoa quả thôi, mà thậm chí nước hoa quả còn không dám cho tí đường nào vào." Diệu Linh nói: "Cho chị một ly nước trắng." Cô chủ quán bật cười: "Em pha cho chị một ly nước cam không đường nhé." Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phóng sự điều tra chuyện dài kỳ Hồng Nhan Đa Chuân, kỳ 61, tác giả Nguyễn Như Phong. Một lát sau, Mộc Miên phóng xe máy đến. Mộc Miên nói: "Linh à, hôm qua chị hỏi ông xã nhà chị rồi, tình hình của Chiêu là rất căng đấy." Diệu Linh hỏi: "Căng như thế nào hả chị? Chuyện làm ăn hả?" Mộc Miên: "Chị nói nhưng em phải tuyệt đối kín mồm kín miệng nhé, không là chị chết đấy. Em biết đấy, bên công an họ ghê lắm." Diệu Linh: "Chị cứ nói đi, chẳng lẽ em lại làm hại chị hay sao?" Mộc Miên nói: "Ông xã nhà chị hỏi rồi, hóa ra là Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an đang lập chuyên án điều tra hành vi nhận hối lộ và cố ý làm trái của Chiêu. Nghe nói căng lắm vì có nhiều đơn thư tố cáo ông ấy ăn tiền của doanh nghiệp, cố ý làm trái pháp luật, khả năng là chỉ nay mai sẽ khởi tố đấy. Thôi em ạ, phải chuồn ngay thôi." Diệu Linh thở dài: "Chị bảo bây giờ chuồn thế nào, sao mà số kiếp em nhục thế, chết quách đi cho rồi." Mộc Miên nhìn Diệu Linh: "Hay nhỉ, em làm gì thì làm, nghĩ gì thì nghĩ, nhưng phải nhớ rằng trong bụng em còn đứa con nữa đấy. Chớ có nghĩ bậy bạ, có gì khó khăn cứ nói cho chị biết." Diệu Linh nói: "Em ngại nhất là bây giờ có điều gì xảy ra thì không biết bố em sẽ như thế nào." Mộc Miên nói quả quyết: "Em yên tâm đi, cần phải nói với bố em như thế nào thì để chị nói cho." Diệu Linh hỏi: "Thế theo chồng chị nói thì tội của anh chưa có nặng không?" Mộc Miên: "Chị cũng không biết nữa, ông này cũng kín miệng lắm ông ấy nói. Đến thế là ghê rồi, theo chị nghĩ
vụ này không đơn giản đâu. Nếu như bình thường thì họ sẽ có cơ quan thanh tra đến kiểm tra, hoặc cơ quan kiểm tra đảng. Nếu họ thấy có chứng cứ vi phạm pháp luật thì mới giao cho công an điều tra. Còn đùng một cái, cơ quan công an vào cuộc thì chuyện nghiêm trọng đấy. Sáng thứ bảy, Diệu Linh nói với chồng: "Anh à, hôm nay em đi đón cậu Quân." Chiêu nhìn Diệu Linh chừng chừng: "Đón thằng Quân à? Sao bảo nó bị ở tù mười mấy năm kia mà, sao mới có mấy năm đã được về? Em chạy giỏi thật đấy." Diệu Linh khó chịu: "Anh có thể bỏ cái kiểu ăn nói ấy đi được không?" Chiêu nói giọng khó chịu: "Bắt đầu biết cãi chồng rồi đây." Diệu Linh nói: "Em không tranh cãi anh, nhưng em đề nghị anh nói năng cho nghiêm túc. Cậu ấy là em trai em. Em đi đón em về thì làm sao mà anh phải nói mỉa mai? Ít nhất thì anh cũng phải biết tôn trọng em chứ." Chiêu cười khẩy: "Tôn trọng em? Tất nhiên là từ xưa đến nay anh vẫn tôn trọng em. Nhưng tất nhiên anh tôn trọng em thì cũng tôn trọng đúng mức. Cái gì đáng tôn trọng thì anh tôn trọng. Còn không thì hôm nay anh nói cho em biết, có đơn người ta gửi lên cơ quan kiểm tra thành ủy tố cáo đây này." Diệu Linh nói: "Đơn gì?" Chiêu nói: "À, đơn là cô quan hệ trên mức tình cảm với ông bí thư quận ủy, ông Quốc ấy." Diệu Linh nghiến răng: "Nếu như có cái đơn thư ấy thì người làm đơn không ai khác chính là anh." Nhật Chiêu trợn mắt: "Cái gì? Cô nói là tôi làm đơn?" Diệu Linh cười khẩy: "Khi anh nói với tôi là ngỏ ý nghi ngờ tôi và anh Quốc thì tôi đã biết anh sẽ giở trò gì ra. Anh cay cú với anh Quốc vì chuyện anh Quốc không giới thiệu anh vào vị trí chủ tịch quận. Bây giờ anh muốn dựng chuyện này lên để bôi nhọ anh Quốc đúng không?" Nhật Chiêu quát: "Cô im mồm đi, sao cô lại gấp lửa bỏ tay người thế?" Diệu Linh lúc này bắt đầu nổi nóng: "Tôi nói cho anh biết, nếu như đúng là có đơn đấy thì bất luận là kẻ nào cũng là kẻ hèn hạ. Tôi sẽ đề nghị cơ quan công an làm cho ra lẽ rằng ai làm đơn này thì giải quyết được gì. Ví dụ như tôi có quan hệ với anh Quốc thì có bắt được trai trên gái dưới không mà đòi kiểm điểm, đòi xử phạt. Được rồi, hôm nay tôi sẽ lên quận hỏi xem có cái đơn ấy không." Chiêu nói: "Tôi cấm cô đấy, việc ấy là việc của lãnh đạo, không phải việc của cô. Tôi nói cho cô biết, ở cái nhà này tôi là chủ, cô là vợ tôi nói gì là cô phải nghe. Ở đâu ra cái lối chồng nói một câu, vợ cãi một câu?" Diệu Linh nói: "Anh Chiêu à, đời tôi đúng là có nhiều cái sai lầm. Những người trước đã lừa tôi như thế nào, bây giờ anh lại một lần nữa lừa tôi. Tôi tưởng rằng anh là phó chủ tịch một quận thì anh phải có cách cư xử đàng hoàng, phải ra là quan của dân chứ. Không ngờ anh lại làm tôi thất vọng hoàn toàn." Nhật Chiêu nổi khủng lên: "Tôi cấm cô không được nói điều ấy. Tôi cũng nói cho cô biết, cô đừng tưởng tôi không biết gì về cô. Cô lấy tôi cũng chẳng qua là cô mê cái danh. Cô lấy được một ông phó chủ tịch quận, cô thấy tôi giàu có nên cô bám lấy tôi. Đến khi tôi thấy cô đến nhà ông Quốc, thấy cách cô nhìn ông Quốc thì tôi biết cô là người thế nào." Nhật Chiêu đập bàn quát: "Tốt nhất là cô nên bước ra khỏi cái nhà này ngay." Diệu Linh nói: "Được thôi, anh không cần phải đuổi tôi cũng sẽ ra đi khỏi căn nhà này. Anh ngồi đây mà chờ tôi thu xếp đồ đạc." Diệu Linh gọi điện cho Mộc Miên: "Chị ơi, chị nói mấy nhân viên ở công ty đến đây giúp em mấy việc nhé." Mộc Miên hỏi: "Có việc gì thế em?" Diệu Linh nói: "Chị bảo mấy anh chị em đến đây giúp em dọn đồ, em đi khỏi cái nhà này." Chiêu không ngờ Diệu Linh phản ứng quyết liệt như vậy. Chiêu cười nhạt: "Thôi được rồi, đã thế tôi với cô ngồi làm việc luôn. Nào, thế bây giờ cô đi khỏi nhà này thì cô có yêu cầu gì không?" Nghĩ đến lời của người lái xe rằng không buông tha anh ta, Diệu Linh nói: "Thế này nhé, bây giờ tôi sẽ đi khỏi đây, còn việc ly hôn thì chúng ta sẽ ra tòa cho minh bạch." Chiêu nói: "Cô nói hay nhỉ, ra tòa ư? Tôi với cô có đăng ký kết hôn đâu mà phải ra tòa. Thôi bây giờ thế này, tôi cho mẹ con cô 100 triệu. Diệu Linh nói: "Tôi không cần anh bố thí cho tôi 100 triệu. Tôi sẽ nói trước tòa là anh nói đứa con này không phải của anh. Khi nào đẻ xong, giám định gen mà đúng là con của anh thì anh phải có trách nhiệm với nó."
Chiêu cười khẩy, à thế à, hôm trước cô vừa nói rằng đứa con này của cô không có bố đấy, thế mà bây giờ vẫn cần đến tôi làm bố nó cơ à? Diệu Linh nói, không, mọi thứ cần sẵn phẳng, minh bạch. Anh ngồi đây chờ bạn tôi đến, bạn tôi sẽ đến mang giúp tôi đồ đạc. Tôi bụng mang dạ chửa thế này mà bê đồ thì không được. Chiêu ngồi im không nói gì. Một lát sau Chiêu nói, thôi em ạ, anh xin lỗi, anh nóng quá, mà em còn nóng hơn cả anh nữa. Thôi đừng dọn đi vội, hãy cứ ở đây đã, đừng làm ầm ĩ lên. Chuyện vợ chồng chúng mình nếu không bền được thì cũng giải quyết cho êm ấm, đừng làm gì ầm ĩ lên cho thiên hạ cười cho. Diệu Linh nói, thế hóa ra anh cũng sợ thiên hạ cười à? Tôi tưởng dây thần kinh xấu hổ của anh nó đứt từ lâu rồi. Chiêu nói dứt khoát, thôi không dọn gì cả, cứ ở đây đã, anh phải đến cơ quan bây giờ, mình sẽ nói chuyện sau. Diệu Linh không nói gì nữa, cô nhìn theo chồng đi ra khỏi nhà với ánh mắt căm thù. Một lúc sau, ba cô nhân viên của công ty đến giúp Linh dọn đồ. Cô nói, mấy em dọn giúp chị nhé, cũng chẳng có gì đâu, chỉ có ít quần áo với ít sách thôi. Mấy cô dọn đồ đạc của Diệu Linh vào các thùng các tông. Khi họ đang dọn đồ thì Chu đến. Chu gọi Diệu Linh ra ngoài và nói, anh thuê được nhà cho em rồi, vừa thuê xong. Diệu Linh hỏi, làm sao mà nhanh thế? Chu nói, à, anh tìm được nhà một chị bạn, chị ấy đi vào Sài Gòn với chồng. Trước mắt chị ấy không lấy tiền nhà từ giờ đến cuối năm, chị ấy cần người trông nhà cho khỏi hỏng nhà ấy mà. Diệu Linh hỏi, nhà ở đâu hả anh? Chu nói, nhà ở Xuân Đỉnh, ở trong làng cũng kín đáo. Diệu Linh thở hắt ra nhẹ nhõm, thế thì tốt quá. Chiêu vừa đến cơ quan thì chủ tịch quận mời lên gặp. Chiêu vào trong phòng thì thấy đã có chủ tịch quận và hai cán bộ của ủy ban kiểm tra quận ủy. Chủ tịch quận nói, anh Chiêu à, bây giờ có việc như thế này, lãnh đạo thành ủy giao cho ủy ban kiểm tra quận ủy chúng ta phải làm gấp việc này. Vừa rồi có đơn thư nạc danh về việc vợ anh là cô Diệu Linh có quan hệ với anh Quốc, xuất phát từ việc anh Quốc và vợ anh ấy mời cô Linh đến nhà dạy đàn cho con gái, rồi giữa hai người nảy sinh tình cảm. Chúng tôi muốn mời hai người đến để làm rõ. Chiêu đóng kịch rất giỏi, nét mặt anh ta buồn rầu. Thôi các anh ạ, theo tôi nghĩ thì việc này các anh đừng làm ầm ĩ lên. Nếu như nhà tôi có quan hệ gì đó với anh Quốc mà nói theo ngôn từ kiểu mới là trên mức tình cảm thì phải làm thế nào cho nó êm đi, bới ra thì có hay ho gì đâu. Ông chủ tịch quận nói, không được, đây là lệnh của cấp trên, đã có đơn thư tố cáo thì phải làm rõ, làm được đến đâu thì làm, không thể ỉm đi được, mà chính anh Quốc cũng yêu cầu phải làm rõ việc này. Hôm nay anh ấy đã có đơn gửi cơ quan công an, đề nghị bằng các biện pháp nghiệp vụ phải tìm cho ra kẻ nào viết đơn bôi nhọ anh ấy. Chiêu nói thật với các anh, biết nói thế nào nhỉ, tôi không muốn nói những chuyện của vợ tôi ra, vì có nói ra thì cũng chẳng hay ho gì. Vợ chồng tôi dạo này cơm không lành, canh chẳng ngọt, cũng vì cái chuyện ấy. Nói thật là tôi cũng linh cảm thấy điều ấy, nhưng chứng cứ thì không có. Chỉ có điều là hễ tôi nói gì mà động đến anh Quốc là lập tức cô ấy bật lò xo ngay. Thậm chí nếu có nhắc đến tên anh ấy hoặc trên TV mà có hình ảnh của anh Quốc là mắt cô ấy cứ sáng rực lên. Mà anh bảo dạy đàn cho con bé ấy, nó đã học cơ bản rồi thì tốn mấy thời gian đâu, chỉ là đến bổ túc thêm cho cháu ấy. Tôi thì tôi nghĩ là để cô ấy đến dạy đàn thêm cho con bé thì cô ấy vui, cũng là để tạo thêm mối quan hệ tốt với anh Quốc. Nhưng mà ai ngờ lại như thế này. Một anh cán bộ kiểm tra nói, anh nói thế tức là ý anh cũng nghĩ vợ anh có mối quan hệ trên mức tình cảm với anh Quốc chứ gì. Chiêu nín lặng hồi lâu rồi nói, tôi linh cảm thấy điều ấy thôi, chứ cũng chẳng có chứng cứ gì rõ ràng. Mà thôi, các anh cố gắng làm thế nào cho êm vụ này đi. Vừa lúc ấy lại có thêm trưởng công an quận vào phòng họp. Thấy cả Chiêu ngồi đấy, anh trưởng công an quận nói, à đây,
có cả anh Chiêu ở đây thì tôi xin báo cáo các anh luôn. Công an thành phố vừa giao cho chúng tôi bằng mọi biện pháp phải tìm cho ra ai là người gửi thư nặc danh tố cáo anh Quốc và vợ anh Chiêu có quan hệ trên mức tình cảm. Một cán bộ trong ủy ban kiểm tra nói, nếu dùng các biện pháp nghiệp vụ thì tìm thế nào được nhỉ? Họ dùng máy tính, đánh máy đơn, đơn lại không có chữ ký thì tìm sao được nhỉ? Trưởng công an quận cười bí hiểm, báo cáo các anh, nếu cứ nói như các anh thì làm sao công an bắt được gián điệp, làm sao phá được các mạng lưới phản động. Chúng tôi có nhiều biện pháp nghiệp vụ lắm. Với chúng tôi thì truy tìm nguồn gốc đơn thư nặc danh này không khó. Tôi đã đọc kỹ lá đơn đấy rồi. Tôi thấy người viết lá đơn này trước đây cũng đã từng viết đơn tố cáo một đồng chí phó chủ tịch quận. Văn phong, cách sử dụng ngôn từ rất giống, mà cách sử dụng văn phong ấy thì cũng giống như trong một số văn bản báo cáo của người ấy vẫn còn lưu giữ ở quận mà chúng tôi đã nắm được. Chủ tịch quận cười, ồ, nói như thế thì có nghĩa là có khi các cậu cũng đã nắm được tên tuổi người ấy rồi đấy. Trưởng công an quận nói tự tin, báo cáo các anh, 100% thì cũng chưa chắc, nhưng em có thể khẳng định cũng phải đến 99,9% là chúng em đã biết người ấy là ai. Tuy nhiên, chúng em cũng tạo cho anh ta một lối thoát, đó là để cho anh ấy tự nhận. Còn nếu không, chúng em sẽ khởi tố và bắt vì tội vu cáo làm nhục người khác. Anh trưởng công an quận nói ấy vẻ dửng dưng như không, thế nhưng trong khi nói, anh ta vẫn để ý theo dõi sự thay đổi trên nét mặt của Chiêu. Quả nhiên, nét mặt Chiêu đang từ bình thường bỗng chuyển sang tái nhợt. Nhìn sắc mặt của Chiêu, anh trưởng công an quận nói, ôi, anh Chiêu bị hạ đường huyết à, sao trông sắc mặt lạ thế kia? Chiêu ấp úng, vâng, đợt này tôi bị tiểu đường nên ăn uống kiêng khem nhiều, nên hay hạ đường huyết, sáng nay ăn sáng cũng chẳng ra gì. Ông chủ tịch quận vội vàng lấy một cốc nước trắng, đổ vào đó mấy thìa mật ong và nói, cậu uống đi, hạ đường huyết mà uống mật ong là tốt lắm đấy. Chủ tịch quận nói chuyện với anh trưởng công an quận, chúng tôi cũng vừa nói chuyện anh Chiêu thì anh ấy cho biết là cũng cảm thấy nghi ngờ thái độ của vợ anh ấy với anh Quốc, nhưng mà không có chứng cứ. Anh ấy cũng đề nghị là không nên làm gì to chuyện. Nói gì thì nói chứ vợ của phó chủ tịch quận mà lại quan hệ bất chính với bí thư quận ủy thì xem ra mặt mo hết với nhau. Anh trưởng công an quận nói, vâng, đúng là như thế anh ạ, nhưng mà vẫn phải làm cho ra lẽ chuyện này. Quận chúng ta gần đây xảy ra hơi nhiều chuyện đơn thư tố cáo nạc danh. Tất nhiên là cũng có cả những đơn thư tố cáo có chữ ký và ghi rõ họ tên. Chuyện ấy thì khác, nhân có anh Chiêu ở đây, tôi cũng nói luôn cho anh biết là có nhiều đơn thư tố cáo đích danh anh Chiêu lên bộ công an đấy. Anh chuẩn bị mà giải trình với cấp trên. Chiêu cười như mếu, vâng, khi nào các anh bắt tôi giải trình, việc gì thì tôi giải trình, cây ngay không sợ chết đứng. Trưởng công an quận nói, đúng rồi, cây ngay không sợ chết đứng. Thôi em báo cáo qua với các anh như thế, còn bây giờ em xin phép các anh, em về để cho anh em nó làm báo cáo về vụ đơn thư nạc danh. Đầu giờ chiều em sẽ sang trình các anh. Em mong rằng thường vụ ủng hộ chúng em, để khi nào chúng em cung cấp danh tính tên tuổi người ấy với chứng cứ đầy đủ, chúng em sẽ xin lệnh khởi tố. Lúc ấy các anh đừng lại năn nỉ, quận mình là hay có cái lối bao che, bênh vực nhau, dĩ hòa vi quý, lại cứ nói là giữ gìn sự ổn định để phát triển. Ừ, đúng là giữ gìn sự ổn định để phát triển là tốt, nhưng mà ổn định thế nào chứ? Chứ bây giờ cứ kẻ xấu viết đơn thư nặc danh tố cáo linh tinh thì nội bộ lục đục, nghi ngờ lẫn nhau thì còn ra gì nữa. Khi nào chúng em mang văn bản lên trình thì xin thường vụ các anh ủng hộ cho việc khởi tố và bắt ngay người viết đơn thư nạc danh. Chủ tịch quận nói, đồng ý, tôi cũng tiên tiết chuyện này lắm rồi. Nói xong, anh trưởng công an quận về. Chiêu hỏi, các anh còn chuyện gì hỏi tôi nữa không ạ? Chủ tịch quận nói, thôi được rồi, cụ thể thì ủy ban kiểm tra sẽ xuống nói chuyện với anh. Nhưng tôi đề nghị là cuộc trao đổi hôm nay anh không nên tâm sự với người khác. Nói gì thì nói cũng phải giữ uy tín cho cô Linh. Tôi nghe nói cô ấy có bầu rồi, dù gì thì cũng phải giữ gìn sức khỏe. Nhật Chiêu nói, dạ vâng, cảm ơn các anh.
Chiêu về rồi trong phòng chỉ còn lại 3 người. Chủ tịch quận hỏi luôn, các anh có thấy anh Chiêu có thái độ gì lạ không? Một người nói, từ lúc nghe anh trưởng công an quận nói vậy, sắc mặt anh ấy thay đổi hẳn. Chủ tịch quận cười, sẽ có màn kịch hay đây, chỉ từ giờ đến chiều là biết thôi.